Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi buổi livestream của câu lạc bộ tennis Vinh Hải Đăng tranh cúp câu lạc bộ tennis Ông Bầu Sài Gòn để đón xem trận đấu siêu cúp 2002. Lê Quốc Khánh kết hợp với Quang Vinh của Hưng Thịnh đối đầu với cặp Quốc Khánh và Quang Vinh là Công Tiễn và Dũng Út Ca ở trận tứ kết này. Cặp đôi nào sẽ bước vào bán kết của nội dung siêu cúp này đây? Mời các bạn đón xem trong ít phút nữa. Như vậy, nhà tài trợ Kim Cương đã bảo trợ toàn bộ nội dung đôi nam siêu cúp 2002 này. Và Trung Nam Group, đôi nam siêu cúp 2002 tranh cúp Trung Nam Group. Ngoài giá trị tiền thưởng của cặp đôi vô địch ra, nhà tài trợ Vàng, đơn vị tài trợ giải thưởng voucher đi du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm cho cặp đôi vô địch có giá trị giải thưởng là 36 triệu đồng. Như vậy, ban tổ chức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương, Trung Nam Group và nhà tài trợ Vàng, Top Ten Travel. Các bạn đón xem trận đấu trong ít phút nữa. Bốn vận động viên chúng ta khởi động. Đang xem trận đấu siêu cúp 2002 của giải quần vợt chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giải đấu do đơn vị câu lạc bộ tennis Ông Bầu Sài Gòn tổ chức. Chức cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ Kim Cương, tài trợ Vàng, tài trợ Bạc và những nhà đồng hành tài trợ. Giải đấu lần này thu hút hơn 800 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 12 nội dung. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này hơn 1 tỷ đồng. Hôm nay là ngày thi đấu thứ 3 của giải đấu câu lạc bộ tennis Ông Bầu Sài Gòn. Ở hai ngày thi đấu trước đã diễn ra những nội dung đôi nam 1325, đôi nam 1007, đôi nam nữ 1003. Ở ngày thi đấu thứ 6 ngày 23 tháng 12 cũng đã thi đấu xong. Đôi nam 1550, đôi nam 2000 và đôi nam nữ. Và hôm nay là thứ bảy ngày 24 tháng 12. Thi đấu đôi nam siêu cúp 2002 ở sân Thành Thái và ở sân cụm sân Thanh Đa sẽ thi đấu nội dung đơn, điểm từ 900 đến 975 dành cho những vận động viên bán chuyên. Ở cụm sân Legia diễn ra đôi nam 1475. Và sáng mai là ngày cuối cùng của giải đấu này sẽ diễn ra tất cả các trận chung kết các nội dung. Và đặc biệt là có nội dung siêu cúp 2004 của 4 cặp vận động viên. Cặp đôi thứ nhất Lý Hoàng Nam kết hợp với Vinh Infinity. Cặp đôi thứ hai Lê Quốc Khánh vua lưới của Việt Nam kết hợp với tay vợt số 1 người Campuchia Kanibun. Cặp đôi số 3 Phạm Anh Tuấn kết hợp với Đắc Tiến. Và cặp đôi thứ tư là Nguyễn Văn Phương kết hợp với Nguyễn Minh Phát là Phát Kendo. Trận đấu siêu cúp 2004 sẽ diễn ra buổi sáng mai.
ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 12 tại Cộng Sơn Thành Thái. Mời quý vị và khán giả chú ý đón xem. Trên màn ảnh của các bạn là Lê Công Tiễn và Dũng Oscar. Như vậy trận đấu của chúng ta được bắt đầu. Ở ván đấu đầu tiên, cặp đôi phía gần màn hình là Quang Minh và Quốc Khánh được quyền giao bóng trước. Không, đều. Pha bỏ nhỏ quá đẳng cấp của Quốc Khánh. 15-0. Giao bóng tốt của Quang Vinh. 30-0. Rồi của pha giao bóng rồi của Quang Minh rất hiểm hóc. Bóng trong sân. Một pha chớp thời cơ rất hay của Quốc Khánh trên lưới. 40-0. Như vậy thì số là 1-0 cho Quốc Khánh và Quang Vinh. Trận đấu đầu tiên khá thuận lợi cho Quang Vinh và Quốc Khánh, rất dễ dàng khi giành liên tiếp 4 điểm số và vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Trận đấu là được tiếp tục ở ván đấu thứ hai này. Lê Công Tiễn là người cầm giao bóng. Không theo kịp pha bóng vừa rồi. 15-0. Oh.
bóng ngoài. Trọng tài xác định pha bắt vô lê trái tay của Lê Công Thiện, bóng ra ngoài. 15 đều. Pha bắt lưới không thành công của Dũng Oscar. 15-30. Pha xử lý lỗi của Quang Vinh, bóng ra ngoài. 30 đều. Và kết thúc đầu lưới rất dễ dàng cho Dũng Oscar. 40-30. Chạy giả bóng quá mạnh của Lê Quốc Khánh, bóng ra ngoài, như vậy tỷ số được cân bằng 1-1. Bản đấu thứ 3, Quốc Khánh giả bóng, tỷ số 1-1. Smart rất tốt của Quang Vinh. 15-0. Giao bóng một lỗi của Quốc Khánh. Xin chào Thiền Gia Nghĩa, Tâm Lê và các bạn đang xem livestream nha. Bóng vẫn còn theo kịp không, vẫn theo kịp các bạn ạ. Một pha kết thúc quá dễ dàng của Quang Bình trên lưới, rất hay. Những pha gài bóng rất hay của Quốc Khánh. Và người kết thúc điểm số vừa rồi là Quang Bình. 30-0. Giao bóng chạm lưới. Rất đẳng cấp, lại một pha bắt lưới bỏ nhỏ rất đẳng cấp của Quốc Khánh. 40-0. Các bạn có thể thấy cảm giác bóng rất tốt của Quốc Khánh khi anh đứng trên lưới. Rất hay. Ở của xe mát thứ 3 này, Quốc Khánh mới kết thúc được điểm số. Như vậy tỷ số là 2-1 cho Quang Vinh và Quốc Khánh. Trên màn ảnh của các bạn là Lê Công Tiễn và Dũng Oscar.
đó là được tiếp tục ván đấu thứ tư. Dũng Út Ca giao bóng, tỷ số 1-2. Trọng tài xác định bóng tốt. 0-15. Chàng vô lề lỗi của Công Tiễn. 15-30. Tỷ số được cân bằng 30-30. Có phần may mắn của Công Tiễn, bóng lịch tâm vật. 40-30. Đó khai một pha xử mát thành công của Quốc Khánh. 40-40. Điểm thắng vàng, Quang Vinh là người đỡ điểm thắng vàng này. Rớt hai một trà vào trà cho bóng điểm rồi rất sâu. Như vậy là cặp đôi Quốc Khánh và Quang Vinh đã bẻ được rét ở ván đấu thứ ba này và vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Ván đấu thứ năm, Quang Vinh giao bóng. Giao bóng một lỗi. Trọng tài xác định bóng tốt. 15-0. Rất hay một pha sửa lên rất hay của Quốc Khánh. 30-0. Một pha xì mát rất hay nữa của Quốc Khánh. 40-0.
rất hay, những pha cài bóng rất hiểm hóc của Quốc Khánh. Như vậy tỷ số là 4-1 cho Quốc Khánh và Quang Vinh. Một khởi đầu trong trận tứ kết khá thuận lợi cho Quốc Khánh và Quang Vinh. Quang Vinh và Quốc Khánh tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 4-1. Trận đấu được tiếp tục, Lê Công Tiện giao bóng, tỷ số 1-4. 15-0. Smart không thành công của Dũng Oscar. 15-0. Hai điểm rời rất khó của Quang Vinh. 15-30. Rất tiếc cho Công Tiện, giao bóng hai lỗi. 15-40. Okay, các bạn ạ, rất hay, các bạn có thể thấy những pha cứu bóng và xử lý bóng trên lưới của Quốc Khánh rất xuất sắc. Như vậy tỷ số là 5-1 cho Quang Vinh và Quốc Khánh. Bán đấu thứ 7, Quốc Khánh giao bóng. Nếu thành công ở game đấu này thì trận tứ kết sẽ kết thúc và chiến thắng bóng vẫn còn, chiến thắng sẽ thuộc về Quốc Khánh và Quang Vinh. 15-0. Cú xì mát cuối sân không thành công của Dũng Oscar. Smart đầu lưới rất dễ dàng với Quang Vinh. 30-0. Quang Vinh và Quốc Khánh nhập cuộc ở trận tứ kết này rất thăng hoa. Giao bóng một lỗi. Trận bán kết rất gần với Quốc Khánh và Quang Vinh, chỉ cần hai điểm số thành công được thôi. Một pha đánh bóng khá may mắn của Quốc Khánh. 40-0. Rất nhiều cơ hội kết thúc trận đấu này cho Quốc Khánh và Quang Vinh. 5-1 và 40-0. Chỉ còn một điểm số nữa thôi, cặp Quốc Khánh và Quang Vinh sẽ bước vào bán kết của nội dung SEA Cup 2022. Loại một cú smart sấm sét kết thúc trận đấu này. Chiến thắng thuộc về Quốc Khánh và Quang Vinh với tỷ số cách biệt 6-1.
Xin chúc mừng Quốc Khánh và Quang Vinh đã bước vào bán kết của nội dung C-Cup 2.200 điểm của giải câu lạc bộ tennis Ông Bầu Sài Gòn. Như vậy buổi live stream của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong ít phút nữa ở những buổi live stream kế tiếp của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.